mời các bạn đón nghe câu chuyện Mắt Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, nhà xuất bản Nhã Nam, tập 2 Mê Động Lòng Lĩnh, thực hiện Nguyễn Thành, facebook.com/MC Nguyễn Thành. Chương thứ 14, nhện chàm đen mặt người. Mặt cắt của Đường Hầm Trộm Bộ nằm ngay chỗ cổ trai. Âm thanh ấy cùng khuôn mặt đầy ma khí đều nằm sâu trong hang động. Tôi dọi đèn pin lần tìm chiếu vào chỗ âm thanh phát ra. Tiếng kêu quái đản mà chúng tôi nghe thấy hóa ra là do răng vàng phát ra. Hắn ngã sóng xoài trong hang, bị vô số những sợi tơ trắng lấp lánh trói chặt chân tay. Cổ họng cũng bị cuốn một vòng, tuy không đến nỗi chết ngạt nhưng cũng không thể nói năng được gì. Giang vàng kinh sợ đến tái mét cả mặt. Thấy tôi, Tuyển Béo đang chạy đến liền cố gắng mở miệng kêu cứu. Khốn nội, cổ hắn bị thít chặt quá, cổ họng chỉ phát ra tiếng ừ ừ. Tiếng kêu pha lẫn nỗi hoảng sợ đến tột độ của giang vàng gần như không còn giống tiếng người nữa. Chẳng trách nghe lại thấy quái đản đến vậy. Tôi không kịp nghĩ ngợi vì sao răng vàng thành ra như vậy, vội vàng cùng Tuyển Béo chạy tới gần, định giải cứu cho răng vàng. Nào ngờ lúc ấy trên đỉnh đầu vẳng lên tiếng sột soạt, cơ thể răng vàng bỗng nhiên bay bổng lên không trung, giống như bị ai đó nhấc lên vậy. Tôi vội dọi đèn pin lên phía trên. Ánh sáng đèn pin dọi thẳng vào bộ mặt quái thai ấy. Nó đang lơ lửng trên đỉnh đầu chúng tôi, đưa mắt xuống nhìn và cười khẩy. Khuôn mặt dị hợm kia hơi hơi co giật. Mỗi lần như vậy, răng vàng lại bị lôi lên cao một quãng. Tôi lấy làm kinh ngạc, không hiểu cái quần nợ này rốt cuộc là cái gì. Bộ mặt quỷ đắc lơ lửng trên cao, hang động này càng vào sâu bên trong, không gian càng lớn. Chỗ này tới cách đoạn cắt đường hầm trộm mộ không xa, nhưng đã cao lắm rồi. Phía trên hoàn toàn là màu đen kịt, nhìn không rõ thứ gì. Tôi vẫy tay ra hiệu cho Tuyển Béo. Cậu ta không chút do dự, cất sẻng công binh lại, rút con dao cắt đứt những sợi dây tơ dính dính quấn quanh cơ thể răng vàng. Cơ thể răng vàng đang lơ lửng trên không, thoát ra rơi bịch xuống nền đất. Tôi vội đỡ hắn dậy. Răng vàng, ông ánh sao rồi, có đi được không? Răng vàng bị thít chặt cổ đến mức trợn hết cả tròng mắt lên. Hắn khó nhọc lắc đầu. Lần này do kinh hãi quá độ, hắn không những không nói được từ nào, tay chân còn mềm nhũn như bún, không điều khiển được nữa. Tuyển Béo nhìn chòng chọc vào bộ mặt quỷ phía trên chửi lớn. Tổ mẹ mày, tơ mới tiếc, chẳng nhẽ mày là nhện tinh. Nói đoạn chẳng buồn quan tâm xem cái mặt quỷ kia là giống gì, vùng tay coi sẻng công binh như mũi lao, nhắm chuẩn mục tiêu, phóng thẳng vào bộ mặt quỷ. Lưỡi sẻng hình lục lăng cắm phập vào phần đầu của bộ mặt quỷ. Chỉ thấy phía dưới khuôn mặt quái dị ấy xuất hiện hai hàm răng đen đỏ sáng rực, mỗi hàng 4 chiếc, trên to dưới nhỏ, giống hệt 8 con mắt đỏ ngầu. Một khối đen khổng lồ rơi sập trên trần nhà xuống hang động. Thấy tình thế nguy hiểm, tôi vội kéo răng vàng tránh sang một bên. Một khối đen chủi chũi vừa khéo rơi ngay chỗ chúng tôi bàn nãy. Lần này tôi chỉ còn cách nó chưa đầy nửa mét. Đèn pin quét tới, liền nhìn rõ bộ mặt của nó. Đây là một con nhện mặt người khổng lồ, toàn thân đen bóng, hoa văn màu trắng trên lưng nhện. Trời sinh đã hình thành một gương mặt với đầy đủ đường nét ngũ quan, không thừa không thiếu thứ nào. Hoa văn hình mặt người này cỡ chậu rửa mặt. Phần thân con nhện to gấp mấy lần, trên 8 cái chân dị dạng mọc đầy lông tơ. Loại nhện khổng lồ kiểu này hồi ở núi Côn Luân tôi đã gặp nhiều, nhưng những con có hoa văn trên lưng giống mặt người như này hiếm thấy vô cùng. Năm xưa khi ở trong quân ngũ, ban đầu có một đồng đội đột nhiên mất tích. Sau đó chúng tôi đào ra một cái tổ nhện khổng lồ tận sâu trong thung lũng. Anh em binh lính có ai từng thấy loại nhện nào to đến vậy. Cũng may mọi người đều là chiến sĩ được huấn luyện bài bản, đứng trước nguy hiểm không hề nao núng,
liền dùng súng và xà beng giết chết cả ba con nhện ngay trong tổ. Cuối cùng phát hiện ra thi thể người gặp nạn ở tít sâu trong ổ nhện. Anh ta bị tơ nhện bọc kín như xác ướp, cơ thể đã bị hút hết bên trong, chỉ trừ lại lớp da khô đét như vỏ cây. Hồi ấy tôi cũng nghe những chuyên gia đi thi công cùng binh đoàn kể chuyện nhện ăn thịt người. Loài nhện đen mặt người khổng lồ này thuộc một họ nhện hết sức hiếm thấy. Nó còn có một cái tên gọi khác là nhện chàm đen. Giống nhện này tuy cũng nhả tơ được như những bọn nhện thông thường, nhưng lại không biết răng mạng. Tơ nhện chàm đen tuy có độ kết dính cao, nhưng tính đàn hồi kém, không chịu được lửa. Tơ nhện thường chịu được nhiệt tốt, độ đàn hồi cao, giật dài chắc, độ bền gấp chừng 4 lần so với dây thép. Nhưng tơ nhện của giống nhện chàm đen lại không có những đặc tính ấy. Chúng không bao giờ răng mạng, chỉ dựa vào số lượng tơ nhiều và độc tố bên trong cơ thể để giành chiến thắng. Hàm dưới của nó có nang độc, bên trong chứa một lượng lớn độc tố. Một khi phôn tơ bắt được mồi sẽ tức khắc tiêm độc tố vào. Đáng sợ ở chỗ, sau khi cơ thể bị chống phải độc tố này, cơ thể liền sơ cứng, không thể động đậy, nhưng đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo, đau đớn cũng vẫn giữ y nguyên. Có điều đáng sợ hơn nữa là khi con nhện tiêm chất độc làm tê liệt con mồi, nó đồng thời còn đưa vào một loại dịch thể tiêu hóa, khiến bên trong cơ thể con mồi tan chảy rồi hút lấy ăn. Hồi đó tôi và các chiến hữu trong quân đoàn nghe nói vậy đều thấy không rét mà run. Chết như vậy thì khủng khiếp quá. Ký ức trong quá khứ như tia chớp lóe lên trong đầu. Lúc này tôi chỉ còn cách con nhện chàm đen khổng lồ không tới nửa mét. Khoảng cách gần như vậy, dưới ánh sáng của cây đèn pin, từng sợi lông đen trên mình con vật đều hiện rõ một một. Tôi bất giác nổi da gà. Không đợi con nhện đen vừa mới rơi xuống kịp phản ứng gì, đã lập tức cầm con dao lính dù trong tay đâm thẳng về phía nó. Con dao như cắm phải da trâu, dao lại ngắn, không làm nó bị thương, ngược lại còn kinh động đến nó. Con quái vật xoạt người bổ nhào về phía tôi. Tôi biết 8 cái chân quái dị của con nhện chính là một dạng máy cảm ứng chấn động. Dao lính dù không đủ dài, chẳng thể làm nó bị thương. Vậy là tôi liền vung tay chém ngang, vừa vặn chém trúng chân trước của con nhện. Con dao này hết sức sắc bén, ngay đến loại dây thừng to cỡ 2 ngón tay cũng chỉ cần cứa mấy nhát là đứt. Chân là bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể con nhện chàm đen. Đối với loại động vật săn mồi bằng loại răng tơ này, nếu có con mồi xa lưới, tất cả đều dựa vào những cái chân nhạy cảm thăm dò. Động tĩnh đối phương, nhát chém của tôi tuy không cắt đứt được chân con nhện, nhưng cũng khiến nó đau đớn rụt lại phía sau. Chiếc xẻng công binh cắm trên lưng con nhện cũng rơi xuống đất. Tuyển Béo thò tay nhặt xẻng, hét lớn: "Nhật ơi, mẹ kiếp, chúng ta rơi vào động bàn ti rồi." Vừa hét, cậu ta vừa vung xẻng công binh chém như điên lên mình con nhện. Nhện chàm đen đau đớn tức tốc rút vào sâu trong hang động. Tuyển Béo đang hằng máu định đuổi theo truy sát. Tôi vội hét lớn: "Đừng đuổi, mau cõng răng vàng lên rút thôi." Nghe tiếng gọi, Tuyển Béo liền quay lại, đang đưa tay định gỡ lấy răng vàng nằm bất động trên mặt đất, bỗng nhiên thấy nền đất dưới chân mềm mềm như dẫm phải vật gì đó. Tuyển Béo cúi đầu nhìn: "Con ngỗng đi lạc của mình này thì ra đã bị nhện ăn thịt rồi." Tôi đỡ răng vàng đứng dậy, quay sang nói với Tuyển Béo: "Mặc xác con ngỗng ấy đi, mau giúp tôi cõng cha này. Cũng may chúng ta cách đường hầm không xa lắm, cây hàng này sâu hút. Tôi cứ tưởng là động đá vôi, nhưng giờ chính xác ra có khi là tổ nhện cũng nên. Ta mau rút thôi, ra bằng lối đường hầm, chứ lạc vào động đá vôi như mê cung phía dưới kia, muốn thoát thần cũng khó." Nói chưa dứt câu, bỗng cảm thấy phía dưới chân căng cứng, kế đó đứng không vững, bị kéo ngã xuống đất. Răng vàng và Tuyển Béo cũng vậy, ba chúng tôi gần như ngã nhào xuống đất cùng một lúc. Ba chúng tôi tức khắc bị luồng sức mạnh ghê gớm lôi đi, đối phương như muốn lôi chúng tôi vào sâu trong hang. Tôi toan bò dậy, nhưng vật lộn mấy lần đều thất bại. Tôi nhận ra quanh chân mình bị một sợi tơ nhện cỡ cổ tay quấn chặt.
Con nhện chàm đen bị Tuyền Béo đánh đuổi lúc nãy nhất định không thể nhả sợi tơ to đến vậy được. Lẽ nào trong hang này còn có con khác to hơn, có thể kéo ba người cùng một lúc? Ôi trời đất quỷ thần ơi, không biết nó phải to đến nhường nào. Nghĩ đến đây tôi càng gắng sức vật lộn, định cắt đứt tơ nhện trên chân, liền rút con dao bên hông ra. Nào ngờ vừa ngẩng đầu lên, tầng hang đột ngột trở lên thấp tè, đầu tôi đập vào mỏm đá rụt xuống, suýt gãy sống mũi, máu chảy thành dòng, hít thở cũng đau buốt, nhưng càng cuống lại càng không biết phải làm gì. Chúng tôi tiếp tục bị lôi đi xa trong hang động ngoằn ngoèo, quần áo sau lưng đều bị làm rách hết cả, toàn thân đầy vệt máu. Tôi vô cùng kinh hãi, sợ bị lôi vào tổ nhện, bị độc tố làm cho tê cứng, sau đó bị chúng cất đi dăm ba hôm rồi từ từ thưởng thức. Nghĩ đến thảm cảnh này, một cảm giác ớn lạnh sộc lên tận óc. Tuyển Béo tương đối nặng, bị kéo đi như vậy, lúc đầu cậu ta cũng hoảng hốt luống cuống, giờ đã bình tĩnh trở lại, nhanh tay ôm lấy một cột đá bên cạnh, tạm thời giữ vững thân thể, ngồi được dậy, rút xẻng cung binh bằm mấy nhát chặt đứt sợi dây tơ quấn quanh đùi, rồi bất chấp cái đau lập tức chạy qua chỗ tôi, vươn tay kéo tôi lại, nhanh nhẹn chặt đứt sợi tơ cột chặt chân tôi. Tôi vừa chửi vừa ngồi dậy, lấy tay áo lau máu mũi bê bết đầy mặt, sau đó rút dao cắt nốt những đoạn tơ còn vướng lại trên đùi. Tuyển Béo định đi cứu Răng Vàng, nhưng thấy hắn đã bị kéo đi một đoạn cách chúng tôi hơn 20 mét, đang khua khoáng chân tay dãy giụa om sòm. Lúc này hai chúng tôi chỉ còn lại một cây đèn pin của Tuyển Béo, không còn trang thiết bị chiếu sáng nào khác, chỉ thấy Răng Vàng bị kéo đi xa dần, nếu không đuổi theo e sẽ muộn mất. Tôi và Tuyển Béo nghiến chặt răng, gắng quên đi những đau đớn trên cơ thể, sải chân lao về phía trước. Ánh đèn pin trong tay Tuyển Béo đảo mạnh theo từng bước chạy, vừa bắt kịp Răng Vàng, bỗng cây đèn pin trong tay cậu ta lóe lên rồi vụt tắt. Hết pin rồi, bốn bề lập tức chìm trong bóng đen dày đặc, xung quanh tức khắc trở nên tối mù mịt, không nhìn rõ năm đầu ngón tay. Tôi biết rõ lúc này chỉ cần hơi chững lại một chút, Răng Vàng sẽ bị kéo sâu vào tổ điện, không thể nào cứu ra được nữa. Thảm cảnh cơ thể bị bơm chất độc cho tê cứng, tan rữa từ bên trong rồi bị từ từ hút lấy, thật không khác nào bị đầy xuống chốn địa ngục. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, vội cởi chiếc áo đang mặc trên người ra. Lưng áo bị mài nát, mới giật vài cái đã lập tức rách bươm. Thêm vài cái nữa, cả ống tay áo cũng rời ra. Đón lấy bình rượu còn hơn nửa của Tiền Béo, dốc vấy lên đống vải rồi bật lửa đốc cháy. Loại quần áo tôi đang mặc là quân phục kiểu 78. Chất liệu vải này sau khi bị đốt cháy rất dễ dính bết lên da người. Chính vì vậy lúc chiến đấu, bộ đội vẫn được phát quân phục 65 cải tiến. Mấy loại quân phục này chỉ cần thích mặc là có thể mua được mấy bộ còn mới tinh ở Bắc Kinh. Vì phải bỏ trong hang động, chúng tôi đặc biệt kiếm mấy bộ đồ chắc chắn dày dặn. Lúc mặc bộ quân phục lên, tôi hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ dùng nó trong hoàn cảnh này. Tôi châm lửa đốt áo, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, sợi vải dính trên tay bỏng rát. Tôi không dám chần chừ, vội ném đống quần áo trên tay về phía trước như ném một quả cầu lửa. Dưới ánh bập bùng, chỉ thấy Răng Vàng sắp bị kéo vào trong một cửa hang hình tam giác. Ngọn lửa lại sắp tắt đến nơi. Tôi ngắm rõ phương hướng, rồi cùng với Tuyển Béo lao lên. Vừa chạy vừa thoát y, trên mình có thứ nào đốt cháy được đều ném ra cả. Thấy Răng Vàng sắp bị đôi vào cửa hang hình tam giác, tôi chạy đà hai bước, rồi lao vụt lên, tóm chặt lấy cánh tay hắn, kéo ngược trở lại. Tuyển Béo cũng vừa kịp phóng đến, vung sẻng chặt đứt sợi tơ quấn quanh chân Răng Vàng. Lúc này hắn ta chỉ còn cách miệng hang hình tam giác chừng 2 mét. Lúc quay sang Răng Vàng, mặt mũi hắn đều đã sưng vù vì va đập lung tung trong hang đá vôi, toàn thân bê bết máu, có điều vẫn giữ được thần trí, đúng là trong cái rổi có kem may. Tôi nghĩ hang động này 80% là tổ nhện, phải mau chóng rời khỏi đây để tránh những đợt tấn công tiếp theo đó. Quần áo trên người tôi và Tuyển Béo đã đốt gần hết rồi, nếu cứ tiếp tục đốt nữa thì chắc trần truồng như nhộng mất. Hơn nữa ba chúng tôi bị con nhện kéo đi không biết bao xa, đường quay lại sớm đã mất dấu. Nhưng trước mắt cứ mặc kệ,
giờ phải tìm cách rời khỏi nơi này đã rồi tính tiếp. Tôi đang định giúp Tuyền Béo gỡ răng vàng dậy, nhưng chưa kịp làm gì, trong cửa hàng hình tam giác lại phóng ra vài sợi tơ nhện. Loại tơ này đoạn đầu giống như bánh brata của Ấn Độ, dính lên da thì rất khó hất ra được. Hơn nữa tốc độ còn cực nhanh, bà chúng tôi không kịp tránh né đều bị dính chặt lấy. Tuyền Béo định lôi xẻng cùng Bình giả đỡ, không ngờ chiếc xẻng cũng bị vướng vào tơ nhện. Cậu ta cầm không chắc tay, chiếc xẻng tuột đi. Cậu Béo định ngã người đỡ lấy, nhưng cơ thể bị dính chặt lại, không động đậy được. Nếu trên người còn mặc quần áo thì còn đỡ, đằng này trần nông nhộng bị tơ nhện quấn chặt, trong chốc lát thật sự không thể nào thoát thân. Ba người quấn thành một bó, bị lôi chậm chậm vào trong miệng hang hình tam giác kia. Tôi đoán không sai, cái hang đó chắc là xảo huyệt của lũ nhện chàm đen mặt người. Không biết bên trong có bao nhiêu con, chỉ có một con khổng lồ hay là vài con. Bất luận là bao nhiêu con, chỉ cần chúng tôi lọt vào đó thì chắc chắn sẽ chẳng hay hớm gì. Sợi tơ nhện vừa to vừa dính, càng quấn càng chặt, 7-8 sợi chặt làm một. Nhện chạm đen trong hang vẫn tiếp tục phun ra tơ. Xem tình hình này, chắc chưa vào đến bên trong, chúng tôi đã bị cuộn thành bánh tông nhân thịt rồi. Trong cơn hoảng loạn, tôi chợt nhớ đến cái bật lửa vẫn đang cầm trong tay. Vội cuống quýt bật lửa đốt cháy sợi tơ quanh mình. Lạy trời phù hộ, mạng của chúng tôi vẫn chưa đến nỗi tạch. Tơ nhện chạm đen không chịu nhiệt như tơ nhện thường, trong tích tắc đã đốt đứt 2-3 sợi. Thân thể tôi tuy vẫn dính đầy những tơ nhện nhầy nhụa, nhưng ít ra cũng không còn chịu sức kéo của tơ nhện chống chế nữa. Chỉ trong vài giây ấy, răng vàng và Tuyền Béo đã bị kéo lê thêm 1 mét vào cửa hàng. Tôi nghĩ nếu dùng bật lửa đốt tơ cứu người, e chỉ đủ thời gian cứu một người, không kịp cứu người còn lại. Cái khó ló cái khôn, tôi giật cái quần của răng vàng ra. Thắt lưng của hắn sớm đã bị đứt từ lúc nào, chúng tôi đuổi theo hắn ban nãy, quần cũng đã mài đến độ lộ cả đường chỉ, vừa giật một cái đã rách một nửa. Tôi nhét cái quần răng vàng vào cửa hang, châm lửa đốt, định bụng đốt cho đứt cả cái búi tơ kết thành một cục to. Nào ngờ ngọn lửa vừa mới nhen nhóm, cả cửa hang hình tam giác đã bùng cháy theo. Hơn nữa càng cháy lại càng dữ dội, ngọn lửa bốc càng lúc càng cao. Trong khoảnh khắc, cả hang động bị ánh lửa chiếu sáng rực, sợi tơ phóng ra trong hang cũng bị đốt cho đứt phật. Tôi vội chạy tới lôi răng vàng và Tuyền Béo lại, rồi cả ba tự chặt đứt những sợi tơ còn vương lại trên cơ thể ném đi. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 15, Điện Thần Dưới Lòng Đất. Lúc này ngọn lửa đang bùng lên cháy khắp nửa hang núi. Trong biển lửa bùng bùng, những tiếng lách tách nổ vang không ngớt. Bây giờ tôi mới nhìn rõ, thì ra các hang hình tam giác này là một công trình nhân tạo, được xây toàn bằng gỗ. Có lẽ để giữ cho kiên cố, người ta đã quét lên đó một hỗn hợp giữa nhựa thông và dầu. Kích cỡ kiến trúc gỗ này ước chừng 7-8 căn nhà dân, không biết xây ở đây làm gì. Xung quanh giặt là những thi thể khô đét bị nhện chạm đen hút khô kiệt, có cả xác người lẫn xác động vật bị nhện chạm đen hút hết phần nước bên trong cơ thể, tương đương với một lần xử lý thoát nước cho thi thể. Tuy bên ngoài xác khô bị tơ nhện bao kín, nhưng chúng tôi vẫn dễ dàng nhận ra thảm cảnh bị từ từ đẩy đọa cho đến chết. Trên gương mặt đó vẫn giữ nguyên những nét đau đớn kinh hoàng tột độ. Lần giữa đống đổ nát của công trình gỗ bị thiêu cháy, chỉ thấy 3 khối cầu lửa to tướng đang lăn lộn dãy giụa trong ngọn lửa. Một lúc sau dần dần bất động, không rõ là bị thiêu chết hay là do gỗ đá đè chết. Cuối cùng chỉ còn đống đen sì. Cả tôi, Tuyền Béo lẫn răng vàng vẫn chưa hết bàng hoàng, trong lòng muốn chạy đi thật xa, nhưng chân tay lại không chịu nghe lời, đành ngồi bệt xuống đất nhìn đám cháy lớn. Cả ba bất ngờ ngơ ngác nhìn nhau,
công trình kiến trúc bằng gỗ và đá này là cái gì? Sao cả bọn nhện chạm đen lại biến nó thành xào huyệt của chúng? Tuyển Béo đột nhiên chỉ tay về phía đống lửa nói: Nhân, anh Răng Vàng, nhìn, có mặt người. Tôi và Răng Vàng nhìn theo hướng Tuyển Béo chỉ. Quả nhiên lẫn trong đống lửa đang bốc lên ngùn ngụt là một khuôn mặt người khổng lồ. Nó còn lớn hơn hoa văn mặt người trên lưng nhện chạm đèn gấp mấy lần, to hơn cả khuôn mặt người được khắc trên quách đá Tây Trù. Gương mặt ấy được ánh lửa phản chiếu hắt vào, vốn đã quái đản càng trở lên thần bí. Khuôn mặt nằm ở chính giữa công trình kia, chỉ đến khi xung quanh sập đổ xuống mới lộ nguyên hình. Thì ra là một cái đỉnh đồng đen khổng lồ, thân đỉnh đúc thành một gương mặt người cổ quái. Tuyển Béo hỏi tôi: Nhật này, lẽ nào đây là một phần của cái hồn mộ chết tiệt kia? Tôi lắc đầu trả lời: Có lẽ không phải. Có thể người thời cổ coi loài nhện chạm đen mặt người tàn ác này như hóa thân của thần thánh nên hết sức sùng bái, cố ý xây dựng trong hang ổ của chúng cái điện thờ này để mà cung phụng. Thời ấy con người đâu có được coi là người, không biết đã hy sinh mất bao nhiêu con người làm đồ hiến tế cho chúng. Hôm nay bà chúng ta đốt trụi hang ổ của chúng, âu cũng là một cách thay trời hành đạo. Tôi nghĩ hồn mộ Tây Chu và đàn tế có đỉnh đồng mặt người này có qua nửa là liên hệ gì đó với nhau. Rất có thể sau khi lăng mộ Tây Chu bị phá hủy, nơi này nhờ vào vị trí kín đáo nằm sâu trong động núi nên đã tồn tại được đến ngày nay. Thế nhưng những sự việc đó đã trở thành một lớp bụi phủ lên dòng lịch sử. E rằng chỉ có những nhà chuyên nghiên cứu lịch sử thời Tây Chu mới có thể biết được chút ít về vấn đề này. Tôi nói với Tuyển Béo: Giờ không phải lúc nói nhiều về vấn đề vô bộ này. Cậu có bị thương chỗ nào không? Chúng ta cõng Răng Vàng mau chóng rút khỏi đây thôi. Biết đâu còn có nhện chạm đen nào sống sót, no mà tấn công tiếp. Chúng ta chỉ còn mỗi chiếc quần đùi, sẽ không còn cách nào đối phó được đâu. Tuyển Béo nói: Giờ mà bỏ đi thì tiếc nhỉ. Đợi lửa cháy hết, nghĩ cách lôi cái đỉnh đồng kia ra. Thứ này mà mang về Bắc Kinh, đoán chừng cũng phải đổi được mấy cây nhà đây. Nói đoạn huých huých vào Răng Vàng: Anh Răng Vàng thế nào rồi, tỉnh lại chưa? Răng Vàng nhiều lần bị kinh hoàng, lại va đập vào đất đá bao nhiêu lượt, giờ ngồi đờ đẫn nhìn ngọn lửa cháy. Đến khi bị Tuyển Béo lắc mạnh, hắn mới hoàn hồn: Ờ, anh Tuyển, anh Nhất, không ngờ ba anh em ta lại hội ngộ dưới âm ti này. Đây là đâu? Đã qua cầu Nại Hà chưa? Tuyển Béo vỗ vai Răng Vàng nói: Anh mê sảng à? Chúng ta đã chết đâu? Chưa chết thì phải tiếp tục sống mà chịu tội chứ. Nhưng tôi thông báo với anh một tin tốt lành: chúng ta phát tài rồi. Ngôi đền thờ phía trước có một cái đỉnh đồng đen mặt người. Ấy chết, thứ đó chắc không bị chảy ra chứ? Nói đoạn đứng dậy định tiến lại gần xem cho kỹ. Tôi nằm sõng trên mặt đất gắt gỏng: Ông không thôi đi được hả? Đến giờ quần áo cũng chẳng còn, trần truồng cả rồi mà còn ham hố cái đống sắt vụn này. Hai mắt Tuyển Béo sáng rực lên, chẳng thèm nghe tôi nói, nhưng lửa vẫn cháy bùng bùng. Tiến lên vài bước, cậu ta không chịu nổi sức nóng phả ra từ đám cháy, đành phải lùi lại, bỗng vấp phải một xác người bị nhện ăn thịt, hẫng chân ngã bổ nhào lên xác chết. Cái xác khô này chẳng biết đã chết từ bao giờ, há hốc miệng đen ngòm, nơi lúc trước là đôi mắt giờ chỉ còn hai hốc tối om. Tuyển Béo ngã sấp lên cái xác khô, vừa vặn đập mặt vào mặt cái xác chết. Tùy cậu ta gan dạ nhưng cũng sợ giật bắn mình, hét ầm lên, hai tay chống lên cái xác, cuống quýt bò dậy. Chân tay Tuyển Béo luống cuống định đẩy cái xác khô ra, nhưng vô tình lại rứt một vật gì đó trên cổ người chết. Thấy trong tay cồm cộm thêm một thứ gì đó, liền giơ tay lên, phát hiện vật ấy giống cái móng động vật. Trong ánh lửa, chiếc móng đen bóng trong suốt, phần dưới còn khảm một vòng kim tuyến. Tuyển Béo quay đầu lại hỏi tôi: Nhất, cậu xem đây có phải bùa mua kim không? Nói đoạn lại lần sờ thi thể người chết.
À, còn có một gói gì này. Gã béo vừa nói vừa nhấc một cái túi vải lên, đổ dốc xuống đất xem có thứ gì đáng giá không. Răng vàng nằm vật xuống đất, hai mắt đờ đẫn hoang dại, rõ ràng là kinh hãi quá độ vẫn chưa hoàn hồn. Tôi thì bải hoải đau nhức khắp người, mặc dù trong lòng vẫn sợ còn có con nhện nào đó quanh đây, nhưng lại không thể lập tức rời khỏi đây được. Đột nhiên thấy Tuyển Béo tìm ra bùa mô kim trong cái xác khô gần đây, liền bảo cậu ta ném qua để xem thử. Tuyển Béo đang bận bịu bới đống đồ trên mình xác chết, thuận tay quăng cái bùa mô kim cho tôi. Tôi nhặt lên xem xét kỹ lưỡng. Bùa mô kim đen bóng trong suốt, lóe ra những tia sáng lấp lánh dưới ánh lửa bập bùng. Phần đầu sắc nhọn, phần dưới hình chóp cụt, được khảm mấy sợi kim tuyến, tạo thành hoa văn thấu địa. Trên thân bùa có khắc hai chữ mô kim theo lối chữ triện cổ. Cầm cái bùa trong tay, cảm nhận được từng chút se lạnh toát ra từ chiếc bùa, cảm giác rất nhuần. Đây chắc chắn là bùa mô kim chính cống, móng vuốt sắc nhất của con xuyên sơn giáp. Trước tiền ngâm đúng 7749 ngày trong loại sáp có tên là Tuyển Lạp, sau đó đem chôn sâu 100 mét dưới một ngôi mộ lầu rồng, mượn lấy linh khí của mạch đất trong 800 ngày cuối cùng mới có thể chế thành vật chứng nhận tư cách của vị mô kim hiệu ý chân chính. Loại bùa mô kim xịn này tôi mới chỉ thấy một cái duy nhất của Sơ Lê Dương. Hai cái răng vàng tặng tôi và Tuyển Béo hồi xưa đều là hàng giả, đem so với hàng thật liền lập tức phân biệt ra ngay. Chiếc bùa mô kim này ở trên cái xác khô kia, lẽ nào đó là thi thể của vị tiền bối đã xây ngư cốt miếu năm xưa? Chắc hẳn ông ta cũng bị mộ u hồn vây khốn, tiến thoái lưỡng nan, sau cùng phát hiện ra bí mật về gia cầm sống, định lần ngược trở ra, nhưng nửa đường thì bị lũ nhện phục kích giống chúng tôi. Mà ông ta lại chỉ có một thân một mình, một khi dính chiêu của lũ nhện, ắt chẳng thể xoay chuyển tình thế, để rồi cuối cùng phải chết thảm nơi đây. Nghĩ đến đây trong lòng tôi cũng cảm thấy bồi hồi. Tuyển Béo bưng một cái bọc đến trước mặt tôi nói: Nhất, đang nghĩ gì thế? Mau xem đây là những thứ gì. Toàn đồ trên mình xác chết định. Tôi đón lấy túi đồ Tuyển Béo, đưa xem xét kỹ từng món bên trong. Cái túi vải kiểu như một túi bách bảo, toàn những vật dụng linh tinh. Có 7-8 cây nến, 2 chiếc đèn ấn dẹp thành một sấp. Với chúng tôi, mấy cây nến lúc này còn quý hơn ngàn vàng. Hiện giờ ngoài mỗi cái bật lửa ra, chúng tôi chẳng còn công cụ chiếu sáng nào nữa cả. Tôi bảo với Tuyển Béo cất cây nến và đèn giấy cẩn thận, lát nữa rời khỏi hang đá vôi này ra ngoài, đều trông chờ cả vào mấy thứ này. Trong túi bảo bối còn có mấy cục pin khô kiểu cũ của Đức, nhưng không có thấy đèn pin. Ngoài ra còn có 3 viên thuốc nào đó. Tôi thấy mấy viên thuốc này, bỗng dừng giật thót mình. Lẽ nào đây là loại thuốc bí truyền mà các mô kim hiệu ý thời xưa điều chế? Trong cổ mộ có khí độc của xác chết, các vị mô kim hiệu ý trước đây, đời này qua đời khác vẫn chuyển nhau một phương thuốc bí truyền, chế thành linh đơn. Trước khi vào mộ đổ đấu, uống một viên có thể trung hòa khí độc toát ra từ xác chết trong mộ, nhưng không có tác dụng đối với không khí nhiều năm không được lưu thông. Chỉ khi bật nắp quan tài, tiếp xúc với người chết ở cự ly gần, dùng thuốc sẽ tránh được độc khí xâm nhập vào cơ thể. Thời xưa không như bây giờ, mặt nạ phòng độc thời nay có thể bảo vệ cả đôi mắt, nhưng thời cổ các thiết bị phòng độc tương đối lạc hậu, dù bịt mặt kỹ đến mấy cũng phải để chừa đôi mắt. Nếu quan quách đóng chặt, xác của chủ mộ phân giải bên trong quan tài, khí độc sẽ bị giữ lại trong quan. Loại khí độc này có thể chạy vào ngũ quan thất khiếu, hết sức có hại cho người sống. Song viên thuốc này cũng chỉ có công hiệu hóa giải khí độc từ xác người, đối với những thi thể có độc hại khác vẫn cần có cách giải quyết khác, như bật còi, nghĩa là thông gió cho mộ, thám khí, nghĩa là cho động vật sống vào mộ trước, vân vân. Chỉ có điều nguyên lý của loại thuốc này lấy độc trị độc, trong thành phần thuốc cũng có độc tính nhất định, nếu sử dụng trong thời gian dài sẽ dẫn đến bệnh loãng xương. Tuy ảnh hưởng của thuốc đối với cơ thể không nguy hiểm lắm, nhưng lợi bất cập hại,
chưa rơi vào hoàn cảnh bắt buộc, càng hạn chế dùng càng tốt. Loại thuốc viên màu đỏ này tên là xích đơn, hay còn gọi là hồng liêm diệu tâm hoàn, cụ thể điều chế từ những thứ gì đã thất truyền từ lâu. Một số bậc lão làng trong phía Mô Kim, trước khi bật nắp quan tài, vẫn quen ngậm một viên hồng liêm diệu tâm hoàn, sau đó mới bắt tay vào việc. Trong túi bách bảo còn có mấy thứ tôi không biết, ngoài ra còn có một chiếc la bàn đơn giản, thứ này dùng để định vị phương hướng. Còn có một viên tiêu thạch, chất này trong đông y còn gọi là địa xương hay bắc địa huyền chu. Tính cay đắng ấm không độc, dân đồ đấu thường mang theo thứ này phòng trường hợp chất lượng không khí trong cổ mộ không tốt, dẫn đến đau đầu hôn mê. Trong hoàn cảnh như vậy, chỉ cần hít một ít bột tiêu thạch vào xoang mũi là hồi phục. Tác dụng của nó gần giống với loại cồn của Sơ Lây Dương. Cuối cùng tôi phát hiện trong túi còn có một dây thép mảnh dài, một con dao nhỏ dài hơn 3 tấc, một lọ vân nam bạch dược, một lọ băng phiến, còn một thứ chúng tôi rất quen thuộc, cái móng lửa đen. Thứ nữa là một cuộn dây mực. Dây mực và móng lửa đen đều được dùng để đối phó với xác biến. Xác biến nghĩa là xác chết có những biểu hiện bất thường, mọc lông hay cương thi. Tuyển Béo hỏi tôi: "Cậu thấy sao? Mấy thứ ly kỳ cổ quái này có đáng chút tiền nào không?" Tôi lắc đầu nói: "Chẳng có gì đáng giá cả, nhưng cũng có vài thứ rất hữu ích. Dựa vào những món đồ trong túi bách bối này, có thể ước đoán phong thái của vị Mô Kim hiệu ý năm xưa thế nào. Đây chắc chắn là vị tiền bối đào đường hầm ở Ngư Cốt Miếu. Cách làm của ông ấy giống với chúng ta, có thể coi là đồng môn. Chỉ tiếc ông ấy là chết thảm tại đây, tính ra cũng đã hơn 30 năm rồi. Thôi thì chúng ta cũng đã gặp phải rồi, cũng không nên để xác ông ấy vất vưởng tại đây. Cậu vác hài cốt ông ta vào đống lửa, cầu mong ông ấy sống hồn chết thiêng, phù hộ cho ba chúng ta thoát ra ngoài thuận lợi. Còn những đồ này cho vào thiêu cùng luôn đi." Tuyển Béo nói: "Cũng được, tôi sẽ đưa ông ta vào hỏa táng luôn đây. Có điều chúng ta đã thiêu chết mấy con nhện mặt người, coi như trả mối thù năm xưa cho ông ta rồi. Thế nên mấy món trong túi này coi như là sự đáp trả của ông ấy đi. Không chừng mang về Bắc Kinh, đem ra chợ đồ cổ bán cũng được khá khá đấy." Tôi nói: "Không làm thế được, dù sao cũng không phải thứ đáng giá gì. Nhất là cái bùa Mô Kim này, nước lửa không sao, đốt cũng không cháy. Đúng lúc chúng ta lại cần thứ này. Không cần khách khí làm gì, những thứ còn lại quả thực không một món nào đáng giá cả. Có mấy viên hồng liêm diệu tam hoàn chắc cũng quá hạn sử dụng rồi, không dùng được đâu. Thôi cứ để cái túi bách bảo này theo trụ nó đi." Nghe tôi nói không có thứ gì đáng giá, Tuyển Béo mất hết hứng thú. Cái xác khô vốn chẳng nặng là bao, Tuyển Béo một tay cầm cái túi bách bảo của vị Mô Kim hiệu ý, tay còn lại kẹp thi thể khô quắt vào nách, bước đến gần ngôi điện thờ vẫn đang rực cháy, quan sát vị Mô Kim hiệu ý cùng túi đồ đạc của ông ta vào giữa đám lửa. Tôi vặn vặn cổ, cảm giác các vết thương vẫn còn đau nhức, chân tay đã có thể cử động thoải mái rồi. Liền lay lay răng vàng bên cạnh, hỏi xem tình hình thương tích của hắn thế nào, có thể đứng lên đi tiếp được không. Các vết thương trên cơ thể răng vàng cũng na ná như tôi, chủ yếu là bị mài sát xuống đất, đầu cũng bị đập không nhẹ. Hắn nửa tỉnh nửa mê gật gật đầu, khẽ cử động khớp xương cổ, liền đau đến nỗi suýt xoa mãi không thôi. Tôi gọi Tuyển Béo trở lại, ba người cùng bàn tính kế hoạch thoát thân khỏi hang động này. Bị lũ nhện chạm đen kéo đi một đoạn rất xa, lại vòng vèo ngoắt ngoéo, hoàn toàn mất phương hướng. Người dân trong vùng nói dưới dãy Long Lĩnh giặt là những hang động đá vôi. Vậy mà tôi quan sát xung quanh, thấy chỗ chúng tôi đang đứng không phải là loại địa mạo đá vôi, mà là những hang động được hình thành từ quá trình bồi đắp đất đá tương đối khô ráo. Từ đó có thể thấy vùng này thuộc loại đại hình hỗn hợp các kết cấu địa chất phức tạp. Truyền thuyết dân gian đa phần là những chuyện vu vơ hàm hồ. Quanh đây thường xuyên có người và gia súc mất tích một cách bí ẩn, rất có khả năng là liên quan đến lũ nhện chàm đen. Bò dê và những người mất tích
đều bị lũ nhện kéo vào đây ăn thịt, chứ không phải lạc vào những hang động mê cung và rồi bị chôn sống trong đó. Chúng tôi bây giờ một là không có lương thực, hai là không có quần áo, lại càng không có vũ khí phòng thân. Trễ nải thêm một phút nữa là tăng thêm một phần khó khăn. Trong điện thờ dưới mặt đất này có một chiếc đỉnh đồng đen mặt người thời Tây Chu. Đỉnh là đồ thờ cúng tổ tiên hoặc được dùng để khắc ghi sự kiện lớn lưu truyền cho con cháu muôn đời. Xem ra cô điện thờ dưới lòng đất này hẳn có mối quan hệ nào đó với lăng mộ thời Tây Chu, cũng có thể chủ mộ sinh thời sùng bái nhện tràn đen nên đã cho xây điện thờ ở gần lăng mộ của mình, cung phụng nuôi dưỡng một ổ nhện. Sau đó lăng mộ cũng bị phá hủy, cũng không còn ai hiến tế nô lệ cho lũ nhện nữa. Chúng phải tự săn mồi, sinh sôi nảy nở cho đến nay. Không rõ ngoài mấy con trong thần điện còn có con nào khác không. Nếu giờ mà thêm một hai con nữa bỏ ra, chắc ba thằng chúng tôi chỉ còn nước nộp mạng. Lúc này ngọn lửa đã yếu đi, nhờ ánh lửa có thể nhìn thấy có mười mấy hang động ở xung quanh. Chắc chắn chúng tôi sẽ phải chọn cho mình một đường đi, nhưng rốt cuộc phải đi ngả nào? Sau một hồi bàn bạc, chúng tôi vẫn chưa đưa ra được kết quả. Nhưng tôi nghĩ lũ nhện chàm đen đã bỏ ra ngoài để tìm thức ăn được, vậy thì quanh đây chắc hẳn phải có một lối dẫn ra bên ngoài. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/mcnguyenthanh. Xin cảm ơn.